Vâng, xin gửi chào đến toàn thể các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe đúng chất hàng tuyển, chủ mua về chỉ để trong nhà. Đến thời điểm bây giờ mà chiếc xe này của em nó mới lăn bánh chuẩn zin, có 4.6 km, dù được sản xuất là năm 2018. Và đặc biệt với một cái mức giá ngày hôm nay chúng ta bỏ ra để sở hữu một chiếc sedan hạng C, kiểu dáng đẹp, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng, mà nó lại chỉ còn ngang với cả một chiếc Hyundai i10. Vậy thì chi tiết chất lượng của chiếc Kia Cerato phiên bản động cơ máy 1.6 số tự động 2018 mà em Việt đang có tại đây, nó có xứng đáng để các anh chị ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình em nó hay không? Thì bây giờ xin mời quý anh chị ta hãy cùng theo dõi một ít phút để đánh giá tổng thể chất lượng chiếc xe này và xem liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình em nó ngày hôm nay hay không quý anh chị nhá. Cerato thì có thể nói là được một trong những dòng xe được mệnh danh là ông vua công nghệ, vì chắc chắn là trong phân khúc hạng C thì không cái dòng xe nào mà các bác có thể thấy là nó được trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng như là chiếc xe này. Thì đầu tiên chúng ta có thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu xe nhá. Thì các bác có thể thấy là thiết kế đặc trưng của dòng Kia đó là mặt cản ca lăng hình mũi hổ, xung quanh là viền chrome. Hệ thống đèn pha thì các bác nhìn giúp em này. Đấy, nó kéo dài dọc theo nắp capo và xe được trang bị đèn LED định vị ban ngày và đóng bóng đèn bi siêu sáng. Đấy, xe còn được trang bị ta với cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Nhưng một chiếc xe lăn bánh có hơn 4 vạn thì các bác nhìn giúp em này. Các chi tiết đèn của nó này, trong suốt như pha lê. Chiếc này thì em Việt cam kết cho các bác là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích, máy số zin nhé. Các bác đem đi check test thoải mái trước khi chúng ta giao dịch. Đây các chị nhìn em đường mép của nó này. Đấy, nó phải thẳng tăm tắp đều như kẻ chỉ như này. Được chưa ạ? Đó, vâng, form dáng ngoại hình không chê vào được, cái chị đâu vào được đúng không ạ? Tại sao dòng xe này thì bây giờ nó đổi tên thành Kia K3. Nhưng có thể nói là những chiếc Kia Cerato ở cái thế hệ này vẫn được nhiều người ưa thích vì cái form dáng thiết kế của nó rất đẹp, nó không bị lỗi thời theo thời gian. Đúng không ạ? Đây các chị nhìn về em nhé. 2018 chạy có 4.6 thôi, thì có nghĩa là mỗi năm thì các bác có thể thấy là người ta chạy chưa đến 1 vạn. Đấy, anh chị nhìn cho em cái chi tiết của nó này. Đấy, đèn nhé, không một khe hở, những cái đường mép của nó này, kể cả phần đèn gầm. Các bác nhìn cho em này, nó còn trong veo. Được chưa ạ? Đấy, xe thì sẽ được trang bị cho chúng ta với một cái bộ la răng phay xoáy kích thước là 17 inch. Con này là lúc về là 4 lốp vẫn còn theo xe cả dàn, nhưng mà cái lốp hai lốp trước nó hơi dạn một chút thì bên em thay các bác hai quả lốp trước nhé. Đấy, xe được trang bị 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Vì đương nhiên là chạy 4 vạn thì nó không hết được đời lốp, nhưng mà theo thời gian thì lốp nó vẫn ải, nó vẫn bị dạn, nên là bên em thay cho các anh chị ta. Được chưa ạ? Đây các anh chị nhìn giúp em này, những đường mép này thẳng tăm tắp đều như kẻ chỉ, kể cả các cái sần ở ba vô lê. Các bác này nhìn giúp em này, nó còn đẹp như này cơ mà, bao chích test thoải mái luôn. Đấy, tay lắm cửa mạ chrome nhá. Và các anh chị ngắm thể ngắm nhìn giúp em tổng thể ngoại hình của chiếc Kia Cerato này. Đấy, một mẫu sedan hạng C với kiểu dáng thiết kế rất là đẹp, đúng không ạ? Dài, trường xe và form dáng nó thuôn. Đấy, những đường nét bo tròn cực kỳ là mềm mại, đúng không ạ? Vậy thì tiếp tục mời các chị chúng ta đi về phần đuôi phía sau của chiếc xe nhé. Thì các bác có thể thấy là phần đuôi thì chúng ta sẽ có một cái đuôi gió này. Đấy, đèn hậu thì cũng được thiết kế bo tròn, và phải nói là nhìn cái thiết kế này nhìn nó rất đẹp các bạn. Đấy, kết hợp giữa bóng đèn halogen và đèn LED. Đây, anh chị nhìn với em này, mới chưa? 2018 nhá, bao zin. Vâng, giá bây giờ thì như một chiếc i10. Thì các bác mua i10 làm gì? Đi con này nó vừa rộng rãi, vừa form dáng đẹp, lại trang bị nhiều công nghệ và nhiều tính năng. Phía sau thì chúng ta cũng sẽ có cho em đó là cảm biến cảnh báo va chạm. Đấy, líp cản thể thao, được chưa ạ? Các chi tiết các anh chị nhìn cho em này. Đấy, có từ gì để chê không? Vâng, cái ngoại thất của nó nhá, rất mới luôn các bác. Đây, quá đẹp luôn, đúng không ạ? Mở cho anh chị ta cốp để các chị ta thấy độ rộng rãi của nó này. Đấy, cốp thì siêu rộng luôn. Độ zin nhá, anh chị nhìn cho em này, cái vệt đinh tán của nó này, ở khu vực máng nước này, nguyên si nguyên bản. Cốp thì rất là rộng, các chị nhìn cho em từ cái chốt khóa của nó này, ánh 7 màu luôn. Mới chưa? Bỏ cái nhựa này ra thì các bác thấy cái nỉ ở bên dưới là gần như mới tinh, chưa vết bám bẩn. Phía dưới chúng ta sẽ có lốp dự phòng nhá. Đấy, lốp dự phòng này, đồ đạc kích thay thế này, nguyên bản. Quan trọng là tôn sassi, các bác nhìn cho em. Đấy, nó không có vết hàn mục theo thời gian 2018 mà. Đấy, keo chỉ zin hết nhá, bao chích tép thoải mái luôn với chiếc Kia Cerato màu trắng này. Đó, các bác có thể ngắm nhìn giúp em này. Sơ xi bên ngoài thì về gần như là cái chúng ta không phải làm gì nhá. Các bác nhìn giúp em nó còn rất mượt, rất căng. Căng và mọng, đúng không ạ? Đó là cái phần ngoại thất của chiếc xe. Và bây giờ để giúp anh chị ta có thể đánh giá cái chi tiết hơn thì em Việt sẽ quay các bác chúng ta cái phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ.
Vâng, không chỉ có một cái ngoại hình thể thao và đẹp mắt thì cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này thì như em nói, có thể chiếc xe này được mệnh danh là ông vua công nghệ. À, chiếc xe này nó sẽ có một cái tính năng rất là hay nhá, đó là ghế lái chỉnh điện, nhưng mà khi mà các anh chúng ta mở cửa thì ghế của nó sẽ tự động trượt xuống phía sau để chúng ta bước ra bước vào nó không bị vướng cái vô lăng. Khi chúng ta đóng cửa thì nó sẽ tự động đẩy lên ở cái vị trí nhớ ghế. Đấy, một cái tính năng cực kỳ cao cấp mà chúng ta thường là chỉ thấy ở trên những chiếc sedan hạng C thôi. Đấy, đắt tiền mới có thôi, nhưng mà chiếc xe này được trang bị. Đây các chị nhìn em này, ghế da zin màu kem nhá. Đấy, nhưng bác thấy là xe chạy có 4 vạn, các bác nhìn em cái ghế của nó còn mới chưa? Đó, căng đét ở giữa đục lỗ tông hơi và may múi ngang tạo điểm nhấn. Đấy, đặc biệt là như em nói là chiếc xe này được trang bị hai vị trí nhớ ghế như trên xe sang. Đấy, tay nắm cửa mạng chrome các anh chị nhìn nó còn bóng loáng này. Đấy, những cái phím bấm các anh chị nhìn quan sát giúp em nhé. Đặc biệt là xe được trang bị chúng ta hai kính auto. Đấy, tapi thì màu đen với cả kết hợp với cả màu ghi màu kem. Đấy, các chi tiết các anh chị nhìn này rất mới luôn. Keo chỉ zin hết nhá. Đó, các bác nhìn xem ô tô phía dưới này cũng vậy này. Đây ạ, từ con ốc bản lề này cho đến tất cả cái tem cái mác năm sản xuất 2018. Đây. À, tiếp đến cái vô lăng thì các bác có thể thấy là họ sử dụng các chi tiết được bọc da cũng như là các chi tiết nhựa bóng piano. Ngoài ra thì chúng ta còn có nghe thoại rảnh tay, tính năng ga tự động cruise control, lẫy chuyển số thể thao đằng sau này, đặc biệt là có đèn auto nhá. Đấy, con này là bảo dưỡng rất định kỳ luôn này. Đây các bác nhìn giúp em này. Đó, cực kỳ là ok luôn nhá. Được chưa? Đấy, đến kỳ bảo dưỡng tiếp theo là 5 vạn 1. Con này thì đây các bác nhìn giúp em này, nó mới chỉ có chạy được có 4 vạn 6 thôi. Nguyên zin nguyên bản nhá, nổ máy cho các anh chị chúng ta nghe thử cái này. Đó, khi mà chúng ta nổ máy thì cái ghế lái nó sẽ tự động đẩy lên. Được chưa ạ? Công tơ bét chuẩn nhá. Đấy, đồng hồ hiển thị giờ này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình tích hợp cam lùi, có đề nổ start stop. Hệ thống điều hòa của xe thì nó được trang bị tới hai vùng độc lập và có tính năng là không khí clean air. Những anh chị nhìn xem những cái phím bấm ở khu vực này nó mới chưa? Đấy, chìa khóa đây nhá, vẫn còn nguyên ni lông này, mới tinh này. Trong này chúng ta đặc biệt là đời 2018 thì nó có thêm tính năng là sạc không dây. Bác nào sử dụng điện thoại thông minh thì các anh chị ta thể để vào đây nó sẽ tự động sạc. Khu vực cần số thì đây. Đấy, phanh cơ nhá. Được chưa ạ? Đấy, tablo tapi các anh chị có thể nhìn về này, cực kỳ là sạch đẹp, rất mới luôn. Đấy, gương chiếu hậu là chống chói tự động này. Và đương nhiên là chúng ta sẽ có cửa sổ trời, nhưng các anh chị nhìn về phần trần của nó đây. Vâng, chưa một vết bán bẩn. Phải nói là chiếc xe này chủ người ta giữ quá cẩn thận luôn các anh chị nhìn về này, ghế của nó đây. Ghế da zin mà nó còn căng đét như mới luôn. Được chưa ạ? Đây, các chi tiết các bác nhìn về em nhá. Nguyên zin nguyên bản. Đó, rất là đẹp. Và con này thì đứng mà không chê được các anh chị ạ. À, hàng ghế sau thì đây, thì các bác có thể thấy cái độ rộng rãi mà chiếc Kia Cerato mang tới cho anh chị nhá. Đặc biệt hàng ghế sau chúng ta còn có cả cửa gió điều hòa. Đấy, cho hàng ghế thứ hai. Đấy, ly lông bên trong còn chưa kịp bóc hết luôn, các anh chị nhìn giúp em này. Đó, ghế này căng đét luôn này, trần đây. Rất sạch đẹp. Đấy ạ, các anh chị nhìn giúp em này. Đấy, từng con ốc bản lề nhá, nguyên zin nguyên bản. Đấy, tay nắm cửa đây. Các bác thấy ok chưa? Xuất sắc luôn. Vâng, máy nổ nhưng mà êm thiên thít. Đấy, quay tiếp cho các bác chúng ta chiếc xe này nhá. À, con này thì khi mới ở thời điểm đó thì các bác thấy là chúng ta phải bỏ ra loanh quanh mức giá hơn 700. Đấy, bây giờ thì với hơn 400 tí thôi, các anh chị ta đã có cho em chiếc xe hạng C rồi, mà lại còn trang bị nhiều tính năng, nhiều công nghệ. Nhưng mà để tìm được một chiếc xe nó chạy ít như này ở trên thị trường thì không có nhiều đâu các bác nhá. Đấy, không có nhiều đâu. Đấy, vâng. Nên có thể nói là cơ hội để chúng ta mua một chiếc xe còn đẹp, còn chất lượng, còn mới mà giá nó lại rẻ. Đúng không ạ? Vâng, giá nó rẻ. Đấy, các anh chị nhìn cho em này, không tì vết luôn. Đấy, xuất sắc luôn các anh chị ạ. Đó, cái ghế các bác nhìn nó căng chưa này? Bác nào nhìn xe đẹp, các bác nhìn cái má ghế này. Không tì vết luôn, từ nóc này, từ cái ốc bản lề nhá. Vâng, vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất chiếc xe. Và bây giờ để giúp anh chị chúng ta đánh giá cái tình trạng chiếc xe kỹ hơn thì em sẽ quay cho các bác chúng ta cái phần động cơ. Vâng, vậy thì về khoang động cơ của xe thì đây, các bác có thể thấy là em đang nổ máy nhá. Con này được trang bị động cơ máy là 1.6 DOHC. Máy là xin từ răng dàn cò luôn. Anh chị nhìn keo dàn cò của nó đây. Và từng đốc không một cái vặn nhá. Đấy, chân máy này. Đây các bác nhìn cho em này. Đấy, bao zin hết nhá, các bác có thể đem đi check test thoải mái, cabo cũng không một cái vặn này. Từ cái nỉ cái âm các bác nhìn cho em này, vẫn còn mới như này. Hay là những lỗ tròn ở mép cabo đây. Đấy, siêu phẩm luôn. Vâng. Zin nguyên bản hết toàn tập cho anh chị từ A đến Z nhá. Đó, các bác thấy khoang máy đang nổ nhưng mà nó êm thin thít. Vâng, và thì ở trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Kia Cerato 2018, siêu đẹp, chạy có hơn 4 vạn. Đấy, tất cả tình trạng nguyên zin nguyên bản.
Và giá thì em Việt đang chào bán là chỉ có 440 triệu nhé. Và có thương lượng cho anh chị nào quan tâm thiện chí thì em mời các bác chúng ta trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em theo hotline là 0947 598 859. Hoặc anh chị ta hãy ghé qua địa chỉ showroom Việt Xe Chất để có thể là xem xe, lái thử và cảm nhận chất lượng xe này. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ nhé. Và nhớ ấn một nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về từ kênh YouTube Việt Xe Chất.